Sáng 20 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh YBA phối hợp tổ chức công bố chương trình Việt Nam Stronger mùa đầu tiên có chủ đề Giấc mơ phù đổng đến các cơ quan báo chí. Đây là chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng gây quỹ từ thiện nhằm vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ cho chương trình thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng và dự án YBA ngôi nhà tri thức thư viện container thuộc quỹ Tấm lòng vàng của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chương trình nghệ thuật có kết cấu 3 phần, đó là Tre vươn khỏi đất, Tình tre và Tre nghiêng bóng mát. Đặc biệt, tiết mục mở màn Giấc mơ phù đổng mượn câu chuyện truyền thuyết phù đổng thiên vương để gửi gắm thông điệp về sự đùm bọc yêu thương, sẻ chia, tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước, sự khiêm nhường và cả niềm tin khát vọng vươn mình vượt lên khỏi nghịch cảnh. Việt Nam Stronger chính là sự tiếp nối truyền thống và là lời cam kết của báo Sài Gòn Giải Phóng với sứ mệnh chung tay vì cộng đồng. Đặc biệt là mong muốn bồi đắp cho thế hệ tương lai thông qua các hoạt động ý nghĩa mang ánh sáng tri thức, chia sẻ và hỗ trợ vật chất, cải thiện chất lượng giáo dục đến trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chính vì mục đích ý nghĩa tốt đẹp đó, chúng tôi và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau nỗ lực, quyết tâm phối hợp tổ chức thực hiện chương trình nhân văn này. Mục tiêu của chương trình nhằm vận động tối thiểu 2 công trình ngôi nhà tri thức trị giá khoảng 500 triệu đồng một công trình để trao tặng tại các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáp biên giới, nơi tập trung con em các dân tộc thiểu số. Đồng thời, số tiền và hiện vật vận động được còn dùng để trao các quà tặng khác trong các hoạt động song hành thuộc chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng. Chương trình Việt Nam Stronger với chủ đề Giấc mơ phù đổng sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13 tháng 10 tại Nhà hát Hòa Bình, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bên cạnh đó, trong đêm nghệ thuật còn tổ chức đấu giá tranh của họa sĩ Lê Salon để cùng gây quỹ.